kem đây. Chị Đăng ơi, chị Dương. Ngoài kia có người bán kem kìa. Chị mua kem cho em ăn đi. Nhưng mà chị làm gì có tiền? Không có tiền mà mua được kem mới là giỏi chứ. Được, chị sẽ biến lá thành tiền. Chị làm đồng nữa đi. Được. Vị bò húc, vị sô cô la vani rất là ngon. Một đồng ý, chỉ mua được cái này thôi. Mất cách rồi các bạn. Hoài môn rất là ngon luôn các bạn ạ. Yummy yummy. Ngon. Mời tất cả các bạn. Để kem cam đấy các bạn. Chị cảm ơn. Đây, mời tất cả các bạn ăn kem sữa chua nhé. Rất là ngon các bạn ạ. Yummy yummy. LộcTiVi, hãy ấn vào